Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Hôm nay theo cổ bạn Enzo, bạn Duckwork MC, bạn Huỳnh Tuấn Thành, bạn trưởng FIFA X Liên Quân, cùng với bạn Nhật Nguyễn và bạn Dũng Nguyễn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Enzo ở trong mùa giải S1 2023 này nhá. Một vị tướng sát thủ cũng rất là đặc biệt ở trong Liên Quân, khi vị tướng này có một cái sải tay rất là dài, chân cũng dài mà chiêu cũng dài. Mặc dù trên cái mặt lý thuyết cơ sở chúng ta nhìn là như vậy, nhưng trên thực tế Enzo được nhà phát hành đánh giá là một chất tướng cận chiến. Lưu ý nha, là cận chiến. Chẳng qua là do vũ khí của cái vị tướng Enzo nó dài, thế nên anh em hiểu nhầm đây là một chất tướng tay dài. Ví dụ trong trận đấu mà anh em lên cho vị tướng Enzo đó chính là món trang bị diệt thần cung, thì món trang bị đấy cũng chỉ cung cấp cho vị tướng Enzo khoảng 20% xuyên giáp. Đó mạnh nhất và khỏe nhất thì mình nghĩ nếu mà gặp trận nào nhiều tanh á, chúng ta lên cái món trang bị như kiểu kiếm Uramasa, theo cá nhân mình sẽ hợp hơn cho vị tướng Enzo rất là nhiều. Định đi vào bùa xanh nhưng mà thấy Natalia đi ra thì chắc cũng là mất rồi. Một cái tốc độ ăn cũng rất là nhanh đến từ Nata bên phía team kia. Trận này thì bạn Loreon trách mình là ngu. Đó, nhưng mà thực sự nếu mà để có thể vào pha đấy thì cũng rất là khó. Tại vì cái pha vừa rồi mình cũng chưa hồi trừng trị. Nếu mà chúng ta có lao vào trong cái thời điểm ban đầu thì cũng không khác gì một con thiêu thân. Lao vào đánh với một cái vị tướng pháp sư rất là khỏe do đoạn đầu trận. Chưa kể tới là Natalia ở bậc rank này, người ta biết chơi, có bảng ngọc giảm một chiêu cộng với một cái giày thuật sĩ thì chắc chắn là chúng ta cũng biết đấy, khả năng spam cầu của vị tướng Natalia nó rất là khỏe. Nếu mà không cẩn thận chúng ta thậm chí là còn lên bản đếm số, đó mất đi cả bùa xanh cả bùa đỏ. Đó, thế nên là thôi, chúng ta đánh an toàn, bỏ qua những lời đàm tiếu qua loa linh tinh đã có thể tiếp tục cái công cuộc farm và xanh trở lại. Với những cái trường hợp mà chúng ta bị cướp bùa như thế này thì mình thường thường sẽ có 3 phương án để phòng ngừa. Thứ nhất là chúng ta sẽ ra ganh lại cái thanh niên mà lúc nãy vừa cướp bùa. Nhưng lưu ý là phải ganh sớm nha anh em. Chứ còn nếu mà ganh muộn thanh niên này nó hết đi bùa xanh thì nếu chúng ta có ăn được nó vẫn là bằng thừa. Đó, pha này thì cũng là hơi tiếc một xíu khi mình không ăn được vị tướng Nata. Nếu mà ăn được Nata pha này thì chúng ta cũng được người ta gọi là của thiên trả địa mà thôi. Đó rồi, không sao, ăn được Nata tiếp tục là vị tướng Ginder. Và pha này chúng ta ăn được Ginder. Đó, kể ra là đổi lại thì có vẻ là ngon hơn. Đó, chúng ta ăn Nata và Ginder là cho vị tướng Varai. Và Zil pha này thì cũng có vẻ là đang muốn ăn rồng chăng. Mình cũng không biết là dự định của Zil như thế nào. Sẽ nhử nhử một tí. Đó, chúng ta sẽ giữ Zil ra chỗ đông người để Zil chiêu cuối. Đó, và một khi Zil đã chiêu cuối vào chỗ đông người rồi thì sát thương của Zil sẽ gần như là bằng không. Cũng không rát lắm. Đó, khi chia sát thương đều cho là 4 người. Tiếp đến cái phương án thứ hai trong những cái trường hợp mà anh em bị cướp bùa. Nếu mà anh em là những cái vị tướng cần năng lượng, ví dụ như là vị tướng Enzo chẳng hạn, chúng ta cũng có thể ra những cái hàng trụ đầu tiên, chính là những cái hàng trụ thèm ngoài nha anh em. Đó, chúng ta ăn cái cục máu sau đấy để chúng ta hồi năng lượng thì theo cá nhân mình cũng rất là ổn. Và cách cuối cùng để tránh thọt hiệu quả nhất nha thì mình nghĩ là sang cướp lại bùa. Nhưng mà cách này thì mình nghĩ là chúng ta nên đi team thì may ra team mới hiểu ý. Cho trận này là mình đi rank đơn, thế nên nhiều khi là binh sang cướp bùa nhưng mà chưa chắc đã có ai sang. Đó, thế nên là cũng tùy theo thế trận, tùy theo cái cách mà anh em đi team, chúng ta sẽ có những cái phương án hợp lý nhất và hiệu quả nhất để chúng ta có thể phòng ngừa những cái pha cướp rừng. Quay trở lại với vị tướng Enzo trong clip ngày hôm nay của mình thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một lối chơi Enzo vẫn như ngày xưa thôi anh em. Đó, vẫn có công, vẫn có thủ và vẫn có những cái khả năng chống chịu nhất định đến từ món trang bị Ryoga. Và món trang bị này thì theo cá nhân mình là một cái món trang bị người ta gọi là sinh ra để dành cho Enzo. Khi chúng ta có thể kết hợp được với phước hợp kiếm và Ryoga, vừa làm chậm và cũng vừa tăng tốc chạy cho vị tướng Enzo. Và Zuka thì hình như là không muốn về. Và ui rồi, chiêu cuối còn trượt thế này thì khả năng là lên bản đếm số rồi. Và mình thì cũng sẽ lách ra đằng sau, đó, nhẹ nhàng để thoát ra khỏi cái pha giao tranh này, tránh để đối đầu trực diện với vị tướng Natalia. Và thậm chí là bây giờ thoát khỏi ngoài trụ rồi thì mình ăn được vị tướng Nata nha anh em. Đó, ném ngược ra đằng sau, sau đó chúng ta sẽ vừa chạy vừa lách để làm sao chúng ta né được đi những cái chiêu ác quỷ hội tụ của vị tướng Nata. Tranh thủ là đang ganh đường kinh công, chúng ta sẽ ăn luôn cái con kia sơ. Đó, tại vì trận đấu này thì cũng là một cái trận đấu hơi thọt một tí ở giai đoạn đầu trận. Nhưng bây giờ có thế rồi thì chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này để ăn kinh công. Đó, ăn càng nhanh càng tốt và càng sớm thì team chúng ta sẽ càng có lợi. Và bây giờ thì chắc sẽ là quay trở lại rừng và farm thôi nhanh em. Đó, và đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau điểm qua một tí về bộ kỹ năng cho vị tướng Enzo. Để cho anh em nào mà chưa từng chơi về vị tướng Enzo, hoặc là đang chơi là đang đối đầu với vị tướng Enzo, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chiêu thức và bộ kỹ năng của vị tướng Enzo để biết thêm về cách chơi là cách đối đầu với vị tướng này.
Đầu tiên đến với nội tại của vị tướng Enzo, mặc dù là một cái vị tướng cận chiến như đầu clip mình đã nói, nhưng nội tại lại cho phép Enzo gây thêm sát thương nếu anh em chơi theo kiểu xạ chiến. Có nghĩa là chúng ta đứng càng xa thì cái đòn đánh thưởng của vị tướng Enzo sẽ trở lên rất là đau. Hiểu nôm na có nghĩa là càng xa thì sát thương sẽ càng nhiều nha anh em. Còn bây giờ chúng ta sẽ xuống đây ganh vào vị tướng Slim. Nó vào một cái pha, ui rồi, có vẻ là hơi không hiểu ý nhau, nhưng mà thôi không sao, vẫn ăn được Slim và vẫn ăn được Ginder. Đó, kể ra pha đấy là chúng ta móc là suýt trúng rồi. Nhưng mà ai ngờ Mina kéo một cái pha ra đằng sau, khiến cho cái con mổ của chúng ta là không dính vào xích. Rồi, và bây giờ thì mình cũng sẽ ra mid mình đép nha. Không biết là có giữ được trụ ấy không, nhưng khả năng cao thì sẽ là mất rồi. Với một cái thế đẩy cũng tương đối là nhanh của vị tướng Nata. Đó, chiêu 1 này thì khi chúng ta kích hoạt thông thường ý, không có tương tác với chiêu 2 thì chiêu 1 chỉ là một chiêu thức tăng sát thương. Về bản chất thì không khác gì cái chiêu thức lò xo cơ khí của vị tướng Slim. Cũng lướt lên một đoạn và sau đó cộng thêm công vật lý cho cái vật chủ. Đó, còn đến chiêu 2 của vị tướng Enzo, chiêu thức này thì cũng là một chiêu thức rất là quan trọng. Thành bại là tại chiêu 2. Nếu anh em là một người mới tập chơi Enzo thì cái điều đầu tiên mà anh em cần làm đó chính là tập quăng chiêu 2. Đó, tại vì cũng giống Floor thôi. Floor thì chúng ta vẫn có hai sự lựa chọn. Nếu anh em bắn hoa trượt bằng chiêu 1 thì chúng ta có thể bắn hoa bằng chiêu cuối. Nhưng với Enzo nếu móc trượt cái chiêu 2 này thì cũng hết lựa chọn. Rồi, và khả năng pha này thì mình cũng hết lựa chọn thật, khi không thể chạy được giữa cái sự truy đuổi của Slim và Zuka. Kể ra có một người thì mình nghĩ là mình lao vào ăn được, nhưng mà lòi ra hai người thì là hơi khó. Đó, tại vì cái chất tướng của Enzo nếu mà anh em muốn cân hai được thì có lẽ là chúng ta phải xanh. Chứ còn với một cái thế trận bằng vàng như mình thì mình nghĩ cũng sẽ tương đối là khoai với vị tướng Enzo. Đó, và chiêu 2 này sau khi chúng ta móc trúng tướng địch thì anh em sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Đó, bây giờ thì chúng ta cũng sẽ điểm qua tất cả các tương tác với chiêu 2 khi chúng ta kích hoạt. Đó, đầu tiên với chiêu 1 nha. Nếu anh em kích hoạt trong trạng thái chúng ta có chiêu 2 thì Enzo sẽ kéo kẻ địch lại một đoạn, một đoạn nhỏ thôi, khiến cho kẻ địch gần hơn với cái tầm kéo của vị tướng Enzo. Còn về chiêu 2, nếu anh em tái kích hoạt lại thì Enzo sẽ hất tung tướng địch trở lại. Đó, và đặc biệt ở đây đó chính là nếu anh em đã hất tung tướng địch nha và chúng ta hạ được tướng địch thì chiêu 2 của anh em sẽ không hồi. Nhưng nếu anh em kéo chiêu 2 vào lính, vào quái rừng hoặc là vào tướng địch mà hạ được tướng địch mà trong khi chúng ta chưa hất tung ấy thì chúng ta sẽ được hồi lại chiêu 2 rất là nhanh. Gọi là hồi lại thì có vẻ là hơi điêu, chính xác sẽ là hồi lại khoảng 1,5 giây. Đó, bây giờ thí dụ pha này. Đó, bây giờ thì mình cũng sẽ hạ luôn vị tướng Nata bằng cách hất ngược lại. Đó thì chiêu 2 của mình sẽ là 5 giây. Nhưng nếu anh em hạ được tướng địch trong cái khoảng thời gian đấy mà không cần hất ngược lại thì nó sẽ là 2 giây hoặc là 1,5 giây. Hiểu nôm na là thế nha anh em. Còn đến chiêu cuối của Enzo thì Enzo sau khi kích hoạt, Enzo sẽ lao đến tướng địch gây sát thương. Và cái sát thương này thì cũng không nhiều đâu, nhưng được cái là nó sẽ có lợi ở những cái pha giao tranh tổng. Đó chính là những cái pha chúng ta lao lên và hất ngược tướng địch trở lại. Không khác gì một cái vị tướng người ta gọi là Grug phiên bản thu nhỏ. Bị dính kéo là chắc chắn lên bản điểm số. Nhưng lưu ý là chúng ta phải có đồng đội ở bên nha. Đó, để kéo pha nào phát là cả team lao vào ăn pha đấy luôn. Bây giờ thì mình cũng sẽ hất tung vị tướng Ginder. Đó, hất qua tường và sau đó thì chúng ta cũng sẽ combo thôi. Có vẻ như tầm thời điểm này thì những cái lần khống chế của Ginder nó cũng đang bắt đầu trở lên khá là nguy hiểm. Hay cũng có lẽ là trận này mình không nên chơi kiên cường. Chắc là một tí nữa thôi, chúng ta sẽ phải đổi giày. Thay vì cái giày du mục, chúng ta sẽ lên giày kiên cường cho vị tướng Enzo để đảm bảo cái khả năng là chúng ta không bị khống chế trong những cái lần mà Ginder combo. Nói nốt về chiêu cuối của vị tướng Enzo, ngoài cái khả năng lao vào mục tiêu khi chúng ta xích được chiêu 2 thì chiêu cuối của Enzo có một nội tại phụ. Đó chính là mỗi khi anh em hạ hoặc là phụ được mục tiêu thì trên màn hình anh em đang nhìn, đó Enzo sẽ tăng tốc chạy trong một khoảng thời gian ngắn và cùng với một lượng tốc đánh được tăng cường lên gần như là tối đa. Thế nên là sau khi chúng ta hạ được một kẻ địch, anh em hãy cố là đánh thường liên tục để có thể tối ưu hóa được lượng sát thương mà Enzo gây ra từ đòn đánh tay. Đó rất là mạnh nha. Nó gần như nếu anh em để ý là chúng ta hạ được xong thì Enzo sẽ quật không khác gì máy khâu. Liên tục và rất là khỏe. Từ một bộ kỹ năng như vậy, ở đây chúng ta sẽ rút ra lối combo cho vị tướng Enzo. Đó chính là khi anh em đi ganh nha, thấy tướng địch thì chúng ta sẽ quay chiêu 2 trước. Đó, định vị chúng kẻ địch, chúng ta quăng chiêu 2 vào. Và sau khi quăng được chiêu 2 rồi thì chúng ta đừng vội vàng chúng ta lao chiêu cuối lên. Tại vì cũng có thể là nếu anh em lao vội nhé, tướng địch đứng ở đấy đông người, đó chúng ta lao lên là xác định chỉ có lên bản điểm số, không thể rút về. Đó, nên an toàn nhất thì chúng ta sẽ dùng cái chiêu cuối ném vào người tướng địch, sau đó dùng chiêu 1 để có thể kéo tướng địch gần lại chúng ta một tí. Và anh em ném cái chiêu 2 lộn ngược tướng địch trở lại, rồi chúng ta tích hoạt chiêu cuối. Thì theo cá nhân mình, combo này sẽ là ổn nhất dành cho vị tướng Enzo. Hiểu đơn giản thì trình tự combo ở đây, đầu tiên chúng ta sẽ dùng chiêu 2, sau đó là chiêu 1, rồi lại chiêu 2 và sau đó chiêu cuối. Đó, 2, 1, 2 cuối.
Còn để chiêu 2 có thể trúng dễ dàng thì theo cá nhân mình là chúng ta cũng nên luyện thôi. Thật ra chiêu 2 thì trông thì nó khó thôi, nhưng nếu anh em tập thực chiến ý thì nó sẽ rất là dễ. Tại vì với một cái đám quái rừng và một người thì chiêu 2 của anh em nó sẽ luôn luôn mặc định là nó sẽ ưu tiên vào người trước, nó rồi sau đó mới đến quái, thế nên anh em cứ yên tâm. Nếu mà thấy người ta đi chung cả lính cả quái thì anh em cứ tự tin mà lém nha, chắc chắn là sẽ trúng. Cuối cùng với lối trang bị cho vị tướng Enzo thì mình cũng sẽ để dưới màn hình. Với món trang bị mà mình rất là yêu thích đó chính là cái kiếm truy hồn để tăng sát thương cho vị tướng Enzo. Còn slot giày thì đầu trận chúng ta lên giày du mục, còn cuối trận thì như mình cũng được, mình vừa thay được cái giày kiên cường để có thể né được vị tướng Ginder. Còn về slot xuyên dép thì chúng ta vẫn ưu tiên đó là phù hợp kiếm combo với cái rìu Hyoga, thêm một món xuyên dép đó chính là thương xuyên phá, hoặc cũng có thể là kiếm Muramasa tùy theo thế trận mà anh em đối đầu. Còn slot cuối cùng thì chúng ta có thể lên giáp hồi sinh hoặc là nanh Fenris nhé. Còn ở mảng phù hiệu thì chúng ta sẽ ưu tiên phù hiệu đấu khí dành cho vị tướng này. Đó và rồi, clip của mình về vị tướng Enzo trong mùa giải S1 2023 thì đây cũng là kết thúc rồi nha anh em. Và nếu nào thấy hay thì mạnh để lại mình một like đăng ký kênh, có thể ủng hộ mình tiếp tục ra cho khác hơn nha. Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong video lần sau. Bye bye!